đùng luôn. Bây giờ đang là 6 giờ sáng này các bạn, nắng chan hòa luôn. Đây, chào quý vị các bạn, bọn mình đang có mặt ở đây là viện tim. Đây buổi sáng, hôm nay thì sẽ cùng với cả anh Nguyên ở Mỹ đi phát cháo từ thiện. Bây giờ thì Tuấn Dương và chị Nga đã tới rồi. Chị Nga đã tới được khoảng nửa tiếng rồi. Bây giờ mình sẽ đi về phía đường kia để gặp anh Nguyên nhé. Mọi người đang tới mua đồ ăn sáng. Mở quán rồi anh. Vâng vâng, chờ em xíu vì em bây giờ em đang quay phim ở ngoài đường. Xíu em kiểm tra tin nhắn rồi em báo lại cho anh. Dạ dạ. Em chào anh. Chừng 15 phút là hết à? Nửa tiếng rồi, đẹp trai vô nhiều bạn đi. Đợi xe đây cũng được, người ta xếp hàng. Và người xếp hàng từ đằng kia lại kìa. Xếp hàng từ đằng kia lại cho đỡ vướng cái cổng. Có liền, mấy chị xếp hàng vô là có liền luôn. Nhiều lắm, không có ai không có đâu chị. Ok, ok. Đây các cô bây giờ chuẩn bị hôm nay xếp hàng. Wow, chào đây. Đây 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 là cái cuối. Rồi một bên đeo bao tay và ai đeo bao tay cái này để cho hột vịt lộn hột vịt một cái ấy, một phần cháo, một trứng. Chị Nga qua đây này, chị Nga qua bên đây để bỏ trứng với lại cháo vào, múc vào xong thì qua bỏ bên đây. Đây. Hột vịt để ngoài kia, sau khi xong cái thì cho hột vịt vô kìa. À, được rồi, được rồi. Rồi, cứ bên kia bộ phận, bên kia sẽ phát. Đây, cái nồi. Cái nắp tao, Đây đây, bịch nắp đây này. Đây đây đây, bên đây này. Không bỏ được, ta cầm một thời gian thả đâu. Cái nắp vậy dữ quá trời đông luôn. Ăn được mấy đứa
đây 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 cô cũng nằm viện tim à? À nằm lâu chưa cô? Cháu đang mổ chưa gặp nó. À giờ đang mổ. Cháu mổ 2 lần mới được. Vâng. Họ thấy giờ cá. Cháu mổ chân đi. Dạ nó mẹ đó. Ai? Đừng nói chuyện nghe. Dạ cảm ơn. Đi mẹ. Đây bên bà con đã lấy được cháo rồi. Đây thì các cô chú cũng đang đợi để lấy cháo tiếp. Cháo rồi trứng còn thịt muối. Vâng, sẽ đó. Vâng, được rồi anh, không sao đâu. Em khóa rồi mà. Chị ơi, bịch muỗng đúng không? Có chưa? Muỗng đâu rồi ta? Đó, một xíu đã hết nửa nồi cháo rồi các bạn ạ. Múc, tốc độ múc cũng rất nhanh. Rồi, bác để đấy được rồi ạ. Dạ, có rồi. Đó, những cái nồi cháo này hột vịt thì sẽ giúp các cái người nhà bệnh nhân hoặc bệnh nhân có thêm được một cái bữa ăn. Đó, bên đây thì có những các cái người đang ngồi qua đứng để quan sát. Đây phát cháo trước cổng, đây là trường đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch. Bên hông của bệnh viện tim 115 đây, bệnh viện. Bên kia là đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch đó các bạn. Đây nè. Trời ơi, mẹ ơi. Mẹ to 2 phần đó ta. Đây. Rất nhanh. Đây người đang múc cháo là anh Nguyên. Anh ở Hawaii về. Anh ấy điên lắm, điên kìa. Ừ, không nhảy gì mà. Anh nãy sao nhậu có. Thôi mình không quả đi. Đôi mắt lại, đôi qua tay.
Đây bà chị, đây chị ơi, trứng mới đây này. Đây mọi người đã nhận xong cháo. Đây các cô bắt đầu mang cháo vô trong. Cháo đi, cháo đi, một người một hộp một trứng này. Làm này cũng rất là tiện đó. Có hột vịt, cháo trắng, vịt muối, hột vịt muối, cháo trắng. Rồi các cô chú xếp hàng bên đây này, mình cứ đứng từ bên đây mình đi qua. Đó. Ai tới sau thì đứng sau cùng. Chị ơi, mới tới đứng vô đây, mới tới đứng sau này. Mới tới mình đứng sau này xong rồi tới lượt. Chị ơi, chị đừng đứng chen ngang đấy. Rồi mấy người, mấy cô đây công nhân cũng đi nhận luôn à? Đi ăn cháo mà công nhân ăn cháo mà đói đấy. Này người nằm viện nhận thì ăn mới... Đây mấy cô công nhân đi thấy cháo rồi các cô cũng nhảy vào các cô xin luôn á. Đó, nồi cháo đã vơi rồi. Múc rất lẹ. Đó, nhiều người đã biết là có cháo nên đây có lẽ là phu quân thì đang phu quân thì ngồi xe trên kia, còn vợ thì chạy sang đây để xin cháo. Có thiếu nắng không? Nắng để đến nhiều vào không? Không có. Rồi hết xong đi ra chị ơi. Rồi chị ơi đi ra cho người khác tiến lên nhá. Rồi. Rồi bà con xếp hàng bên đây này. Mọi người xếp hàng bên đây. Mọi... Ai lấy đồ xếp hàng đây chú ơi, chú ơi. Chú xếp hàng đứng dưới này. Anh ơi, anh ơi. Anh. Ông chú đội mũ ơi. Chú ơi, chú ơi. Anh Nguyên ông lái xe này tên gì? Bây giờ chú coi những ai mà họ chen ngang chú đừng có đưa. Đưa những người họ xếp hàng dưới này chú đưa ngang người ta vào chú sọc ngang thế là người xếp hàng đâu ấy. Hết đầu đóng đầu, giờ đóng đầu. Ở tôi lấy nãy giờ tôi đi xe tiêu. Không nhiều mà, thế nồi dưới nè. Rồi cháu đây xếp hàng đứng bên đây cô ơi, cháu hột vịt muối đứng qua bên đây đi ạ. Rồi mỗi người một phần. Đó, nồi cháu đã bắt đầu chuẩn bị hết rồi. Cháu thạch xanh, cháu thạch xanh đây. Rồi mọi người đứng xếp hàng đây, đứng xếp hàng đi. Đứng xếp hàng đây nè. Mọi người đứng đây xong xếp hàng đi quay ra kia lấy. Chị ơi, cứ quay mặt lại, quay mặt lại. Đứng xong mình lấy ở kia kìa. Rồi cái đó là gì đây? Đường phèn. Chị ơi, chị ơi. Cái gì tắm tới, về tán.
Mọi người đến và bây giờ đã hết một nồi cháo đầu tiên rồi. Rất nhanh gọn lẹ. Rồi mọi người xếp hàng qua bên đây các cô ơi, các cô qua bên đây, đứng sau này. Mình tới mình đứng sau chú này này. Đó. Đứng sau cùng ạ. Đó, cứ đứng sau, mình cứ đứng nối tiếp rồi. Rồi đứng nối tiếp rồi ạ. Rồi đúng rồi. Rồi mới qua đứng qua bên đây chú ơi, đứng đứng sau đây có cháo ạ. Mình cứ đứng sau cô áo xanh này, đó. Rồi mấy cô lấy cháo đứng sau này ạ. Qua bên đây ạ. Đây đứng sau đây ạ. Mình cứ đứng cuối hàng đi. Rồi mình đứng cuối hàng đi chị ơi, rồi. Rồi đưa nồi xuống. Rồi kéo cái nồi đấy qua, cẩn thận bỏng nhá, phỏng nhá. Nhẹ nhàng thôi, tình cảm. Rồi. Ra xíu nữa đi. Đẩy cái nồi này qua mà lấy chỗ mà ngồi. Rồi. Đây bỏ cái này lên đã. Rồi ngon cơm rồi. Đó giờ đây là nồi thứ hai. Nồi cháo thịt xanh. Rồi mọi người mới ra đứng đằng hà xếp hàng đứng sau này cô ơi. Chị ơi xếp hàng đứng sau này. Thì qua lấy gì chị ơi đứng đằng sau giùm em ạ. Rồi mọi người xếp hàng rất là tuyệt vời ạ. Đúng hàng luôn. Ai cũng sẽ có luôn. Không chắc xin để hai hộp để đây trước quá. Đây cô kia cô mang cái hộp qua cô nhận. Những cái phần cháo này cũng đỡ lắm các bạn. Nhiều khi chỉ vì nằm viện đó thì cái chi phí nằm viện cũng rất là lớn.
Và cái bệnh tim thì có lẽ là có những người thì mổ hàng triệu, hàng tỷ, lên tới có khi cả tỷ đồng. Nhất là những người thay tim hoặc là phải dùng các cái máy trợ tim. Nên với những cái phần cháo này thì sẽ giúp cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân phần nào là vơi đi bớt những các cái khó khăn. Phần nào vơi đi bớt cái khó khăn. Đó, và người xếp hàng này, đó, các cô, các chú, hầu hết là các cô, các bà xếp hàng để nhận cháo. Đó. Mới đầu thì còn chưa có trật tự, nhưng mà bây giờ thì mọi việc diễn ra một cách rất là trật tự. Đó. Giờ chúng ta sẽ đi xuống dưới để hỏi ông chủ mà chuyên nấu cháo này á. Đó, mỗi người một tay đang hết sức khẩn trương. Không ăn cái đồ. Kêu nó cháo đậu xanh đâu mà. Này đâu phải đậu xanh. Cái xe này thường thường là cho cháo đậu xanh cô. Rồi chào chú. Chào em. Chừng khoảng bao lâu thì mình nấu cháo một lần này chú? Có tiền là nấu, có tiền là nấu, có Mạnh Thường Quân là nấu. Có Mạnh Thường Quân là nấu. Có tiền là tôi nấu. Vâng. Còn không có tiền thì cũng như anh này hả? Anh Nguyên này. Anh Nguyên anh phát tâm thì em bỏ cái công sức ra nấu cho mấy bệnh nhân à. Dạ. Thì thường là một lần mình nấu này thì cái chi phí như thế nào chú? Dạ, coi như là vận chuyển chi phí rồi các cái là không có tính gì hết đó. Rồi, vận chuyển hết. Là xe nhà luôn. Rồi. Xe nhà luôn, nấu cũng không luôn. Nấu chỉ là không công. Chỉ có đi chợ thôi. Vâng, vậy tiền chợ khoảng bao nhiêu tiền để... Cháo đậu xanh thì 2 triệu 2 nồi. Cháo đậu xanh là 2 triệu 2 nồi mà có trứng hột vịt chưa? Không, cháo đậu xanh ăn với đường. Chỉ đậu xanh ăn với đường thôi. Vâng. Cháo này là 4 triệu. Cháo đậu xanh trứng là 4 triệu. Cháo đậu là cháo trắng với đậu 4 triệu. Vâng. Trứng là 4 triệu. 4 triệu thì được khoảng bao nhiêu phần chú? 600. 600 phần là gồm hột vịt với lại... 600 trứng hột vịt, 600 hộp cháo. Rồi. Thế chú cho xin số điện thoại được không? Đây, cho đây. Chú đây ạ, coi như lúc nào mà không có gì là lúc nào mà không coi như là nhận chở thuê thì sẽ đi phát cháo. Và có tiền thì sẽ nấu cháo. Số phone đây là 0909 290 152. Chú tên là Nhân. Chú tên là Nhân. Là chú ở quận mấy? Quận 1 đường nào ở chú? Võ Văn Kiệt. Đường Võ Văn Kiệt quận nhất. 20 Võ Văn Kiệt quận nhất. Và chuyên đây gọi là xe ba gác à? Xe lôi. Xe lôi, đây gọi là xe lôi. Nếu mà bọn con chú chở được không? Hỗ trợ cho không thành. Dạ. Và con tên Tuấn Dương chú nhá. Hôm qua là chú ý là ảnh kêu đi sớm mà chờ em đó. Vâng, thì vì lẽ ra hôm nay còn có chuyến đi Cần Thơ mà thôi, thấy chú dễ thương quá. Xíu rồi mình quay khuyên vâng. Mình đưa lên mạng luôn rồi cho cộng đồng chia sẻ. Bà con chia sẻ yêu thương chút xíu. Thì mình không có gì thì mình có cái công mà mình dám cố gắng mình làm là cho chúng sanh là được nhờ là tốt. Dạ. Năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi? Chú 54 tuổi rồi. 54. Mới 54 kêu anh được rồi. Rồi, cảm ơn anh nhá. Đây chị ơi, cho nó dô nắp này. Em ơi, dô nắp em ơi. Vì em cầm đấy đi, anh đưa cho em dô nắp. Rồi đó. Để cho lẹ, đây, qua đây. Chị ơi. Rồi mọi người xếp hàng đứng sau nhá. Rồi ai lấy xong đi ra. Rồi cho cô đi, cho cô đi. Hộ lý. Vâng, rồi gửi cô hộ lý. Cô ăn cho có sức khỏe và chăm sóc bệnh nhân nhá. Cho cô đi, ưu tiên nè. Rồi. Ưu tiên người già, người lớn tuổi và phụ nữ có thai. Ai có thai nói nhá. Ôi trời ơi. Sao đâu ấy đi. Rồi đây ạ. Dạ, đồng nhiều mà. Không sao đâu. Rồi, đây rồi, cháo đây. Em cứ đóng nắp xong chị Nga vô ấy rồi muống. Nè. Đó.
hết sức bình tĩnh, không sao, vẫn còn để riêng. Đây 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 em. Rồi còn kịp không? Đây còn chỗ để không? Dô bịch hết đi. Cái nắp đâu rồi? Nắp đâu rồi? Rồi. Còn nồi nữa mà. Nắp đâu? Nắp đâu? Rồi tạm nghỉ 30 giây, tạm nghỉ 30 giây. Thì tùy ai họ xin hai cho hai. Cái gì cho hết vâng. Đi, cho sớm về sớm. Vâng. Ta ăn không hết rồi chia sẻ trong cổng nhà sao. Đi đâu á? Mẹ bỏ cháo vô đây đi. Rồi rồi. Rồi, cảm ơn anh nhá. Rồi. Chúc người nhà mau khỏi bệnh nhé. Cháo vô, cháo vô. Rồi. Trời ơi, bên kia là chờ có bỏ cháo như này đi năm hộp. Cháo hộp cho nó. Đây, chiếc xe này gọi là nhận chuyển thuê 0909290152. Báo anh tên gì nhỉ? Là Nhân. Nhân. Dạ, 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 rồi, rồi. Cháu đây bác ơi, cháu hột vịt muối. Rồi, ngựa đi, chó đi, chó đi. Rồi quay dùm nhá, quay dùm quảng cáo là con ngựa nhiêu tiền con đấy. Ngựa đi luôn rồi, chó cũng đi luôn rồi. Chó ngựa đi luôn rồi. Bên đây là phát cháo ngay cái góc giữa Thành Thái và cái đường bên hông của bệnh viện Nhân dân 115 mà các bạn, khoa khám bệnh. Đó, xe phát cháo đây. Quá trời đông luôn. Rồi chú ơi lấy cháo đứng bên kia. Chú đứng sau hàng kìa, đứng bên kia ra đồ kìa. Mình đứng vô trong. Cái gì? Mai hả? Có mấy người mà lo cái gì? Không sao đâu. Rồi, đây, 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 đây. Rồi, cháo thạch xanh, cháo thạch xanh. Nó cho lồng cái hộp khác vô cô. Trồng vô, trồng cái hộp khác vô. Lấy cái hộp không vô. Đó. Ở ngoài ông Trương đẹp trai ghê chứ hả? À thế à, rồi đây, chào đây, cô. Đây. Các chị không qua đây, chị lấy dạ. Đi. Đây đi, đây phải rồi. Rồi, không, đây đưa đây đưa. Cô lấy mấy phần? Một phần thôi. Rồi, có luôn. Để cái hộp cho cô. Đây, đây, hột vịt muối nữa. Người nhà cô nằm bệnh à? Sao cô biết con? Sao không biết thì ngày nào cũng coi. À thế à, nhà cô ở đâu? Ở chợ Tân Bình. À ở chợ Tân Bình ạ, à? Dạ. Cộng lại đi má, cộng lại đi. Rồi, có luôn, cháo rồi. Đậy nắp, sao em? Cháo không, có luôn, một hộp cháo không, anh Nguyên lấy một. Đây, có đồ chai nè, ăn không? Có đường đó, đường phèn đó rồi, có cho cục đường phèn với. Cho xin có đồ chai đi, cho xin có đồ chai đi cô. Dạ, dạ. Đây, 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 đây. Rồi đây, cho hộp cháo không nữa. Lấy hộp cháo không. Rồi, bỏ nắp, cho nắp. Em ơi, cho nắp cho cô cái hộp này cháo không, cô mang về luôn này. Rồi, có luôn. Rồi, rồi. Rồi, chị ơi, đứng bên kia, xếp hàng đứng bên kia. Rồi, có luôn, cho chú bảo, để chú bảo vệ một phần này. Rồi đây chú ơi, có trứng chưa? Rồi rồi. À. Cháo thạch xanh, cháo thạch xanh. Không, mình đứng bên kia chị ơi. Đứng bên kia có hàng ạ, à. Có. Rồi có chay và hột vịt luôn nhá. Chay.
chay là đường rồi đó, rồi hột vịt. Rồi hết chưa? Tên. Rồi bình tĩnh, từ từ, nhẹ nhàng tình cảm thôi. Rồi. Chút xíu cho chị để cái chân đó nha. Dạ. Nào nhích ra rồi, bình tĩnh. Rồi, đây là nồi cháo thứ ba, nồi nào cũng rất lớn luôn. Chủ nhân thì dậy từ tờ mờ gà gáy để vo gạo nấu cháo à. Từ 2 giờ sáng đến bây giờ đang là 7 giờ và 15 phút đó các bạn. Đây. Có luôn. Rồi bà ơi, đứng cuối là mỗi người một hộp cháo hột vịt, cháo đường. Đây 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 rồi. Rồi đây. Dạ dạ, đầy đủ duyên lành này. Đủ duyên rồi đó, quay trọn vậy. Rồi, từ A tới Z luôn này. Đây đi. Tại chú nói là tối không có ai ngủ chú. Anh ấy lấy cháo đứng bên kia, qua bên kia đứng sau hàng, đứng cuối cùng đi ạ. Rồi, tới sau đứng sau. Nè, không dám anh Hùng Quân nè. Đâu? Đấy. Anh Hùng Quân đâu rồi? Đây à? Dạ. Đội trưởng của tôi. À. Đây là chị hai, cô dễ. Chỉ huy đấy, chỉ huy đây á. À. Nhóm xã hỷ hả chị? À, xã hỷ là bà chỉ huy. À. Nhóm xã hỷ động chị em anh Hùng Quân để nấu chung cấp hoạt động, nấu với nhà thương. Dạ. Đi các phòng bầu nghèo dân tộc. Dạ. Đây là đi trung tâm tỉnh xá ngoài là xã hội. Vậy là cô cho con biết là cô tên gì? À, cô Dễ. Cô Dễ. Dễ thương dễ này. À, dễ thương đúng không? Dễ chứ bảo là dễ. Là cô là phu nhân của chú đây. Đâu có. Không phải. Em. À. Phu nhân à, ông đi rồi. À, phu nhân là đi rồi. Dạ, đi bán muối. À, đi bán muối. À. Rồi có gì thì làm sao nha. Dạ dạ vâng, cô làm đi ạ. Cô có thể coi lại clip này trên Sài Gòn ngày nay nhá. Dạ. Dạ. Vậy cô là em bà con hay đúng không? Hay là em ruột? Chú bà con á. À, dạ. Chú Xuân Phong nấu. Vâng. Vâng. Thì cho. Vâng vâng. Vô ba cho người ta tự bỏ, tự nhiên mình tự bỏ cái gì. Rồi mọi người nhận cháo đứng ở bên trong nhá. Rồi nhận cháo đứng bên trong em ơi, đứng bên trong. Để mà đưa 2 phần lương phải không? Đẹp là đưa 2 phần. Đẹp với quá hậu tới hồi chết thì ai chỉ như ai thôi. Con trâu là đầu cơ nghiệp. Cái gì đỡ có tiền người ta chơi, cái chuyện là xuống ăn này. Chai cô
lên luôn. Đứng ở ngoài đường đó, dậy nè. Đây, 6 giờ 15 tôi lên đây. Bị hối rồi. Đây nè, bị hối đây. Ăn nhẫn luôn. Lẽ ra hôm nay là đi Cần Thơ đó. Đó bỏ đi Cần Thơ đó, bữa nay là bỏ chuyến từ nè Cần Thơ đó. Ngày mai tôi lấy nấu ngoài à. Đủ duyên lắm. Sao lộ chỗ nào cô? Ở ngoài trung tâm Nguyên Nam Quang ở ngoài đó đó. Nó khúc nào nhỉ? Cái chùa lớn thiệt lớn á, phải không? Cao. Ở quận 4 á. Ở quận 2. Vậy vậy cô cho xin số đi để con gọi trước. À, gọi chủ nhân là mùng 2 à? Mùng 2 âm lịch. Hàng tháng. Mấy giờ chú? 7 giờ sáng á? 6 giờ rưỡi sáng. Ngày mùng 2. Với cả 16 là ở đây hay bên Nhi Đồng này là buổi sáng. Anh cứ đi Di Đồng rồi em điện thoại cho anh báo em là anh đi Di Đồng, anh chạy ra Di Đồng. Dạ. Đó là vậy, còn anh đi lên đây thì anh đâu, anh lên 115 thì anh đi đây. Rồi, rồi lát xíu lưu số con nha. Thì con cái bộ 2 là con gọi chú rồi, chú nói cho con. Rồi, ok. Chú gọi con. Dạ, được rồi. Dạ, được rồi, có đây. Đây, số ở đây. Số ở thành xe này rồi. Số in ở trên xe rồi. Rồi mệt rồi quá. Rồi lấy đây. Thôi kệ, cái đó cũng là cái thử thách của mình đó. Thôi mình chịu đựng được thôi. Hồi nãy á, người ta đưa bụng nha uống xuống mà cái thằng bán bánh mì với nhân nó quậy. Rồi đánh lên. Người ta xe lạ xe hàng á chở bệnh nhân để mà nó liệt nó phải cổng xuống mà gần trước cái hàng nữa đó. Nó kêu xích lên mà lâu á. Cái bà bán quần áo Nhi Đồng 2 bên Nguyễn Du, Nguyễn Du đúng không ạ? Cha mẹ đi lấy cửa Nguyễn Du á. Vâng. À, cái cổng Lý Tự Trọng á. Vâng. Hôm nay tới nè. Dạ. Hôm nay bao nhiêu rồi? Hôm nay là 28 rồi đó. 27 sáng 7 á. À. Ở đây á lỡ nó còn là giấy số nó xin thân mà thằng Nga không có lỡ đâu như đồng một. Lỡ bu lỡ mà trong đó thì không có ra nhiều mà. Tại bữa nay mình lên đây hơi xa chứ đó mà bây giờ là hết sâu rồi. Dạ. Nãy em cũng đi ra thông báo này đó. Em thông báo lại đây con cá cháu nè. Mọi người không biết sao quá. Giờ này vừa đi ra cái nhà vừa vô lấy thuốc á. Nếu mà đứng chậu cho mình chậu ngàm đâu á. Cái cổ đi qua á. Kịp rồi bán luôn. Nó quậy quá, qua nó quậy quá trời. Vì mình bán ở đấy thì họ là không bán được đồ rồi che lối đi nọ kia họ. Nói yếu mà cho thì 9 giờ cho thì được. Em ăn cháo. Còn cho giờ này họ không bán được là họ quậy mình á. Rồi cháo hột vịt bà ơi, cháo chay có đủ cả. Cái gì vậy? Đây đồ chay đấy. Mẹ làm ngon lắm. Đủ cải. Đây từng các cái bình chờ. Đây chúng ta sẽ hỏi chuyện em đẹp gái này ha. Em thấy có mệt không? À, em nay nhiêu tuổi rồi? 19 tuổi. À, 19. 19 tuổi có người yêu chưa? Chưa đó, 19 tuổi chưa yêu ai, rất xinh gái à. Chưa.
Nhưng mà có mối tình, trải qua mối tình thứ nhất, thứ hai, thứ ba nào chưa? Chưa luôn, rồi trời ơi, vẫn còn trong trắng à. Rồi thấy rồi, rồi quá đẹp gái luôn. Rồi bây giờ cho anh hỏi này, bây giờ Việt kiều Úc, Mỹ, Pháp, Canada, Lào, Campuchia, em chọn nước nào? À chọn Việt Nam rồi, trời ơi, mừng quá này. Nãy giờ quay mấy bà già chưa, thích gái rồi vậy? Dạ dạ, anh cũng đang ở lý phòng không này. Rồi cô dùng đi cô. Rồi cô kêu ở trong phòng có ai mà chưa có cháo ra đây nhận. Dạ dạ. Ra cổng nhận nhé. Rồi muỗng có luôn đây đây. Đây muỗng đây chị ơi. Rồi chị Nga mệt không? Rồi có luôn hai phần đây ra đây chị. Dạ dạ. And boom balance cấp cứu. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử một hộp cháo này và hột vịt đó. Rồi anh Nguyên cho em một hộp nào. Rồi không cần đậy nắp, không cần đậy nắp đó, để sẽ nhờ sẽ ngồi đây ăn luôn á. À, cho em một cái muỗng ạ. Chị Nga ơi, bóc trái trứng đi chị Nga ơi. Lấy một cái trứng đó chị. Ở đây đây đây, đây sẽ nhờ cô lột dùm á. Lột luôn cái. Dạ vâng ạ. Quay hiếm đi. Đây mình sẽ chồng ăn... luôn á. Chữa chồng. Trời thế này mai mối đợt này đắt hàng quá. Tao là chữa chồng. Dạ, ta sẽ ăn trứng một vịt muối này. Rồi đây là một phần. Rồi giờ sẽ ăn thử. Rồi cảm ơn cô. Đây mình sẽ ăn thử. Bây giờ mời cả đoàn mỗi người ăn một hộp để cho có sức khỏe để tiếp tục làm việc. Ăn đi, đoàn mình ăn đi kìa. Đoàn mình ăn đi nhá. Ngồi cái ghế này nha các bạn. Đây và mình để ở trên đây á. Rồi chén thôi các bạn ơi. Wow. Chị ơi cho em một bịch đồ chay nữa luôn, vô đây luôn đi ạ. Chị mở một bịch, chị mở ra chị cho vô đây giùm em vậy ạ. Rồi. Rồi bây giờ mình thì chay mặn đều ăn được nên là cho thêm. Cái này gọi là cái gì đấy chú? Củ cải. Củ cải xà bấu xào. Còn bên đây là trứng hột vịt muối. Ngon quá. Rồi thôi bây giờ mình sẽ... Cô ơi, đồ chay có, ăn đi cô. Rồi video clip của mình xin phép sẽ kết thúc tại đây nha. Mọi người có thể liên lạc với anh Nhân theo cái số phone là 0909 290 152. Đó. Anh sẽ chở dùm, rồi thậm chí là nấu cháo dùm luôn. Rồi hẹn gặp lại cả nhà trong những video clip kế tiếp. Hãy đừng quên bấm nút like video và chia sẻ yêu thương. Rồi cháo hột vịt. Rồi có luôn. Xin 3 hộp đúng không? Rồi, con xin cho ai vậy? Ngoại và cậu đúng không? Rồi, có luôn. Thế còn con có ăn không? Rồi, con ăn đây. Rồi. Rồi, ba bà cháu. Rồi, chú bán khăn mặt bông cháo đây.
Rồi đó, rồi chiếc xe nhìn dễ thương quá. Rồi cháu đi, cảm ơn cô đã nhận cháu. Cháu hột vịt. Có luôn. Rồi cảm ơn cô nhận cháu nhá. Rồi mô Phật, A Di Đà Phật. Rồi hết chưa? Dạ dạ dạ. Rồi đã xong rồi. Rồi video clip này xin phép sẽ kết thúc tại đây nhé. Đây thuê mỗi người 500.000 đi đi. Rồi xong nhá. Vậy là hai chai phải không? Đây là mạnh thường quân của chúng ta là anh Nguyên ở Hawaii về. Anh gửi tiền mẹ đi về, mẹ đi lên đi đi đi. Rồi tiền xăng. Đó đúng rồi. Và để ông đổ xăng ông chạy đi chạy lại. Rồi rồi. Rồi. Đúng rồi đúng rồi. Rồi còn xe cộ nữa. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ. Rồi rồi ok. Đây chào quý vị các bạn. Bây giờ thì Tuấn Dương đang ăn cháo đấy. Rồi ngồi luôn ở vỉa hè để ăn cháo hột vịt muối. Rồi bye bye các bạn nhé.